Những ngày đầu tháng 7 này, người dân thuê trọ nhà bà Nguyễn Thị Cước tại phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang rất vui mừng khi được chủ trọ miễn 100% tiền thuê phòng. Khu trọ được bà Cước miễn tiền thuê có 14 phòng và 2 căn kiosk. Tại đây phòng trọ rộng, thoáng được cho các gia đình người lao động thuê với giá thấp nhất là 2,5 triệu đồng mỗi phòng một tháng và mỗi căn kiosk cao nhất là 4,5 triệu đồng. Khách thuê trọ ở đây chủ yếu là người lao động buôn bán hàng rong, bán vé số ở các khu chợ tạm và có cả công nhân đang làm việc tại các công ty. Từ khi thành phố Thuận An thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh, tạm ngừng các hoạt động kinh doanh chợ tự phát và các mặt hàng không thiết yếu, hầu hết người ở trọ tại đây không có việc làm và không có thu nhập. Thấy người lao động xa quê, có người sống đắp đổi qua ngày khó khăn, bà Nguyễn Thị Cước đã bàn với gia đình quyết định miễn 100% tiền thuê phòng cho khách đến khi hết đợt dịch này. Bà Cước chia sẻ, lần này dịch nặng hơn, người lao động không có thu nhập nên khó khăn hơn. Gia đình bà quyết định bớt chi tiêu, miễn tiền phòng cho người thuê, để người lao động yên tâm phòng chống dịch. Mong tất cả cùng vượt qua khó khăn trong dịch bệnh để tiếp tục ở với mình. Nghe tin bà chủ trọ miễn tiền thuê phòng, những người lao động đang khó khăn rất vui mừng và xúc động. Trong là cũng đỡ tiền nhà tháng này thì nó đỡ khó khăn hơn. Chung là dịch thì không có làm hàng nhiều như là mỗi khi, cũng làm trung bình là ngày vài trăm hàng vậy thôi, nhưng mà làm cũng đâu có sức đi được đâu. Nhưng mà dịch bệnh vậy thì không có thu nhập được cái gì các anh ạ. Nói chung cho giờ chứ trông cho sao mà có tiền ăn là mừng lắm rồi chứ. Tiền phòng thì cuối tháng là em đây là đóng 2 triệu tiền phòng ấy, nhưng mà điện nước vào nó có khác hơn 2 triệu rưỡi. Nhưng các em là thấy là vui, em thấy mừng vì những lúc khó khăn vậy mà cô giảm cho tiền phòng cho các phòng trợ và ai cũng mừng. Dịch rồi cô đợt trước thì cô cũng cho rồi, nhưng mà cô nghĩ thì thôi mình cho vậy thôi, đâu có ấy chi, đâu có đăng chi, nhưng mà con nhỏ gái nó nói mẹ đăng cho ta giảm đi mẹ, rồi giờ mới nói là thôi con ơi, người thương người ghét mệt lắm, người ta không giảm cực lắm. Dạ. Rồi cái cô mới nghĩ là thôi bây giờ kệ nó, để người ta ghét mình đi thì mình cứ đăng đi, rồi mọi người ta sẽ có một cái tấm lòng đó, người ta sẽ thấy mình thì người ta sẽ bớt, ví dụ không phải mọi người nào sẽ người có điều kiện thì người ta sẽ bớt 30-20% để cho cái người dân lao động của mình lúc này đỡ cực khổ một tí đi con. Chung là tại vì bây giờ là cái dịch này nó khổ quá rồi, đúng không? Đó nên là cô tính là chung tay mình chia sẻ như vậy đó, rồi trên cộng đồng rồi tất cả mọi người đều chia trao cho mấy người nhân dân, người ta ở nhà mà người ta chống dịch, người ta đỡ một cái gánh nặng nhỏ gì đó con, một gánh nặng mà cô cũng như là ý như là cái lòng nhỏ của cô vậy, mà người ta đỡ được cái gánh nặng rồi mình chia sẻ ra cộng đồng luôn vậy đó con. Tại vì chung là mùa dịch này cô nói chung là gia đình cũng muốn hỗ trợ nhưng mà nó dịch quá không dám đi đâu hết á. Thì thôi mình làm được cái gì thì mình làm. Đó là ở nhà cứ sợ gì thì giảm cho người ta đi. Hết mùa dịch này rồi thì người ta làm ăn được lại rồi thì mình lấy tiền. Còn giờ còn dịch cứ để cho người ta ở nhà đi, là người ta yên tâm. Là 14 mình phòng. 14 phòng mà mình giảm là 100% tiền phòng. Ừ rồi, nhưng mà mình lấy giá người ta là có người là 4 triệu thì mình lấy 3,5 triệu. Rồi có hồi thì 2,5 triệu, tại vì vậy nè, thay vì cái đoạn của cô nó rất là nó y như cái iOS nhỏ vậy thôi, tại vì con biết sao cô cắt đó là người ta hai cái ụp lại, đất đó thì đáng lẽ con cắt phải được tới 28-30 phòng, nhưng mà lại cô lại chừa nguyên một nửa luôn, cô chỉ cắt ra về để như cái iOS vậy đó, rồi đằng trước để cho tụi nhỏ rửa xe, nó giữ cho nó để đồ xe cộ rồi này kia vậy đó, nó thoáng nó ở nên trọ qua tuổi vô nó cũng đẹp, thì cô tính cắt người ta ở cho thoáng nít đồ tùm lum hết vậy đó con. Cầu trời đi con, vừa cũng cầu trời chứ bây giờ trời ơi càng ngày nó nhiều quá, cô coi tin tức ngày nào bữa nay Bình Dương cũng 200+, thành phố Hồ Chí Minh Bình Dương cũng nhiều quá đi. Cô cũng lo lắm, thì cô đâu dám đi đâu đâu, cô ở nhà không à, mà sợ đi rồi mình có điều kiện mình, ví dụ mình ăn nhín tí con hiểu không, mình chia sẻ ra nhiều người, người ta khó khăn lắm con ơi, qua cái đợt này nè, thương ai chửi gì thì kệ cũng được chứ sao, có nhiều người chọn ta cũng có nói cô rồi, người ta nói người ta gian ngân hàng á cũng tội.
thì cô mới nói biết rồi, nhưng mà bây giờ thôi giảm cho người ta chút thôi, người ta cũng khổ lắm chứ đâu phải mà người ta có mần mà người ta không trả tiền cho mình đâu. Tại chung mình cũng không phải là giàu có gì mấy, nhưng mà mình cảm thấy mình sống được thì mình vượt đi thì thôi mình giảm hết cho tụi nó luôn, chứ giờ giảm 30-50 cũng vậy. Thôi giảm cho nó chỉ có lo tiền chợ, tiền búa với gạo thóc cho mấy đứa nhỏ. Tại vì trọ tụi nó ở thường 2-3 người, xong rồi lại có con cái nữa thì cô nghĩ cho bớt gánh nặng của tụi nó vậy đó con. Đó rồi cô cũng nói với mấy người đó vậy đó. Thì bây giờ mấy chị muốn khó khăn quá thì mấy chị mình có khó khăn chăng đi nữa thì mình cũng đỡ hơn mấy đứa tụi nó công nhân với lại nó đi bán gạo. Trời ơi, nó bán sáng bán chiều về kiếm tiền nuôi sống mà giờ bán không được thấy cũng khổ. Đó, nói thật sự lòng yêu ghét chứ thật sự cô nằm cô cũng suy nghĩ đến mọi người. Trời ơi, thôi bây giờ nó khổ dữ lắm con ơi. Vậy đó con à. Dạ. Đó, thì đó, thì cái tấm lòng cô vậy đó. Thì bà con nhiều khi trọ, chị em trong nhà cũng vậy. Đâu có ấy cô nói thì mọi người, con phải giúp mọi người cái điều kiện riêng. Đúng không? Dạ. Cái này cô đang là để chung tay nha. Người thấy gì người ta bớt con đúng không? Người trọ nào cũng bớt. Cô chung tay hỗ trợ lẫn nhau con ơi. Có gì hỗ trợ đó con ơi, chia sẻ. Dạ. Giờ mình có mình phải chết hết, mình sống với ai con. Con ví dụ bây giờ cô có điều kiện như cô ôm cô ăn hết rồi, xung quanh cô khổ nhiều quá rồi chết hết rồi cô sống với ai? Cô người chết sống chi?